Đây là hình ảnh những người tự nguyện hiến tóc tại salon NT6, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Vì trong nhà em có người thân bị xa trí nên em muốn đổi mái tóc dài để gửi đến các bạn bị ung thư tại bệnh viện để cho các bạn có thêm niềm vui trong cuộc sống. Là chủ tiệm salon tóc, anh Nguyễn Khương Nhật cũng đang đồng hành cùng những người làm thiện nguyện bằng việc cắt miễn phí cho khách khi đến hiến tặng tóc. Vô tình mình thấy một video trên mạng xã hội các bệnh nhân bị ung thư đang xạ trị, mình thấy họ rất đau đớn, mình rất đồng cảm nên mình quyết định mở chương trình hiến tóc, cắt tóc miễn phí để ủng hộ cho các bệnh nhân để họ có thêm động lực tinh thần để vượt qua nỗi đau cũng như thể xác. Việc trao tặng mái tóc cho bệnh nhân nữ ngoài làm đẹp cho bệnh nhân sau điều trị còn có ý nghĩa động viên, khích lệ tinh thần để họ sống vui vượt qua những khó khăn do bệnh tật.